So we are back in Hanoi, Vietnam, and we are with Vu today, who's the head barber at the House of Barbard. And I'm going to ask him a few questions about his barbering history and also a little bit about the shop. Do you want to introduce yourself and tell us a little bit about how you became a barber? Hi, I'm Vu. I'm the head barber, and I have been a barber here for about 6 years now. About 6 years ago, the barbers in Vietnam was like rare. And since becoming a barber, what would you say are some of the hardest things you've had to go through? For me, the most difficult thing that I have to deal with, there are two things. The first thing is I have a small problem with my speaking, so the barbering for me, that used to be very hard because you always have to speak and to talk with the people, but I think that I made it. And then the second thing is about my fingers. But my life is like there was an accident long time ago. So I have to learn myself to use the scissors, my left hand. Yes, so I change. Do you think that barbering and speaking to people every day has helped your confidence with your speech and stutter? For sure, I think, because I remember about 6 years ago, I rarely talked to any person. Like, I was always afraid of talking. But I think now that is like a next level now. I think it's very, very brave to go into an industry where you constantly have to talk to people. It's hard enough anyway, but the fact that you've done it with your speech problems, that's fantastic. Thank you. And what is it about barbering that you love? I would say that barbering for me is really a passion. I love how I can man being more handsome, being more confident by his hair and his beard now. So I would say that if there is nothing change, maybe in 10 years you come back and I will be here for you. So we are down in the Bomb Hair Club and we are with the owner, and we're just going to ask him a few questions about his history as a barber. So can you tell us a little bit about your story and your journey? Hi, xin chào các bạn. Mình là Quang Anh. Năm nay mình 32 tuổi và mình là founder của Bomb Hair Club. Lý do tại sao mình lại chọn cái nghề cắt tóc này, thì đầu tiên là mình khá là thích nghề. Cái thứ hai là bản thân mình xuất phát là một b-boy. Và 2013 khi mà mình tham gia một giải đấu ở Bình Sinh, và mình nghĩ là đến lúc mình chuẩn bị cho mình một cái hành trang mới trong cái cuộc sống của mình, đó là mình phải chọn ra mình một cái nghề. Và ai cũng biết cắt tóc là một cái nghề thiết yếu của cuộc sống. Vì vậy bản thân mình cũng cảm thấy là mình có khả năng trong cái việc làm đẹp cho tất cả mọi người. Trước khi đi nhảy thì mình cũng đã rất là chăm chút bản thân rồi. Nhưng khi mà mình chuyển giao để tìm một cái nghề trong cuộc sống thì mình chọn cái cắt tóc là cái nghề sẽ theo cùng mình đến hết chặng đường này. So the shop is obviously quite unique and you have an academy. So can you tell us a little bit more about the concept? Cái concept này của mình nói chung là nó đến từ cái việc là mình tìm thấy được bản thân mình. Trước nay khi mà mình theo cắt tóc thì mình lại có xu hướng là bắt đầu bằng kiểu là mình concept của mình sẽ kiểu hơi vintage hơn, mình theo cái truyền thống kiểu là hơi classic. Nhưng mà khi mình tìm hiểu về bản thân mình thì mình cảm thấy là thực sự là không phù hợp với mình cho lắm, nên mình quyết định gọi là theo đuổi những cái gì mình cảm thấy là thuộc mình hơn. Thì các bạn thấy đấy, cái concept kiểu nó color nhảy nó rất là hợp với mình cảm thấy tươi trẻ,
không bị già, và cũng như là mình mang lại tới được cho tất cả khách hàng của mình những cái người mà thích cái sự gọi là tươi mới đó. Mình cảm thấy cái style này nó rất là phù hợp với mình. Và tại sao mình lại bắt đầu dạy? Bản thân mình cũng biết là như mình đi, là mình xuất phát là từ một dân nhảy. Nhiều khi cái tương lai của mình nó sẽ thật sự là không được chắc chắn. Nhưng từ khi mà mình theo cái nghề này, mình có thể nói là mình cũng có thể giúp đỡ và truyền cảm hứng được cho tất cả những cái người cũng đồng điệu, cũng theo nghệ thuật như mình và chưa có cái định hướng trong tương lai. Nên mình quyết định là mình dạy nghề để cho tất cả những cái bạn mà đang thật sự là muốn theo đuổi ngành tóc này có thể gọi là có một cái nghề làm sao mà nó lâu dài và nó có thể nuôi sống được bản thân mình trong những cái cuộc sống tiếp theo. So can you tell us a little bit about the difficulties of owning a business and running a business, and have you had any advice for any younger people? Thật ra trong chặng đường lúc mình làm cái quán này, thật sự khó khăn thì mình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn từ phía khách hàng, khó khăn từ chính bản thân mình. Trong chặng đường làm này, khi mà mình giả sử trong cái vấn đề về cắt tóc đi, là mình cắt được giả sử là tất cả những kiểu tóc rồi, thì mình thật sự là muốn càng ngày mình được cắt tóc nó đẹp hơn. Thì trong cái quá trình đó mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là để làm sao để cái trình độ hay là cái sự gọi là hiểu biết hơn về tóc, hay là cái cách làm sao để mình phục vụ khách hàng nó tốt hơn. Thì mỗi một giai đoạn mình đều gặp khó khăn, nhưng dần dần mọi thứ cũng sẽ là ok, vì thật sự là mình nghĩ là mình thật sự đam mê với nghề, và thật sự là mình rất là hiểu được cái cách để làm sao mà làm một cái dịch vụ tốt. Nên những lúc là mình có sai sót gì, mình luôn luôn là khắc phục một cách tốt nhất để làm sao lại mang lại một cái trải nghiệm, mang lại được một cái dịch vụ tốt nhất cho tất cả khách hàng của mình đang theo mình. Yeah. So today we are back at Katak Nam about 9 years later since we last interviewed them. Can you introduce yourself and talk us about Katak Nam? Thì giới thiệu tôi tên là Đào Xuân Tân. Coi như làm cắt tóc này những năm xưa là cũng lâu rồi. Từ những năm coi như cách đây là mấy chục năm nay rồi tôi đã làm cái nghề này rồi. Và tôi đã được biết và tôi đã làm. Mà đến bây giờ như qua quá trình những năm tháng đổi mới ở Việt Nam thì cái ngành cắt tóc này nó vươn lên cũng rất là nhiều. Và các cái mẫu tóc nói chung là trong 15 vừa qua thì có những năm tháng mà làm đấy thì của công ty thì bây giờ công ty đóng cửa rồi, thì coi như không còn cái công ty của nhà nước nữa về phục vụ ngành cắt tóc này, thì anh em chúng tôi tất nhiên là sẽ chuyển về đây để mà phục vụ khách, duy trì cái cắt tóc này, thì coi như là thì chúng tôi vẫn đảm bảo được bình thường, hoạt động bình thường để trong cái cuộc sống của mình nó vẫn đều được. Đấy, thì không có gì cả. Nói chung là mình là một thế hệ trước đi kế tiếp cái nghề cắt tóc này từ xưa ra đây rồi, thì mình vẫn duy trì được, và tôi cũng mong muốn là các cái bạn trẻ trong này cũng đang, các bạn trẻ và các bạn đang đi ở thành phố Hà Nội này thì có những cái shop ấy, cắt tóc ấy cũng phát triển cũng là rất là tốt, vì cái ngành cắt tóc này là một cái ngành làm đẹp cho xã hội, thì cái này thì cũng nên duy trì và phát huy lên, thì là cái điều đó nó cũng là một cái văn minh cho cái vẻ đẹp của xã hội, nên mình cũng nên duy trì được. Đây này có những cái bạn người không bao giờ còn nữa, hết rồi, đóng cửa cắt rồi, không cắt hết rồi, đóng cửa hết rồi, bây giờ còn dư lại không, khách mới tặng. Ngoài kia bên kia đấy, bác ấy tặng cho mình một cái này, và một cái ảnh này là cũng là không bao giờ, bây giờ cửa hàng không còn mở được sáng ngày nữa rồi. Giờ không còn một cái cửa hàng mở nữa rồi, thì anh sẽ phải chuyển về đây. Đây là một cái kỷ niệm của cái cửa hàng cắt tóc này, mà cũng là khi đóng cửa thì mình mới về đây đấy, thì là không còn nữa. Bây giờ cô qua Việt Nam cũng không còn cửa hàng này nữa rồi. Cảm ơn. So we are back in Hanoi with the OG Street Barber, one of the first barbers I met who'd worked on the street.
So yeah, I'm just going to ask him what's changed over the past 10 years. This is a really impromptu interview. We weren't planning on coming down here. So can you update us on your life and the barbering industry here? Anh ơi làm cắt tóc bằng từ năm 96. 96 là Hà 275. 4 năm ở trong lực lượng vũ trang nữa. Là 31 năm. Không, anh vẫn làm ở đây. Từ lúc bạn đến phỏng vấn trước năm đây 9 năm này anh vẫn làm đây, không thay đổi gì. Có chứ. Làm đến khoảng 10 đến 12 năm đấy. Khoảng 40 năm, hơn 40 năm. Là mình nghỉ chứ. 40 năm trong nghề là mình nghỉ rồi.